Rồi. Thì đây là bốn cái bình xăng con mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong clip ngày hôm nay nha các bạn. Đây là cái bình của xe Ballast. Đây là sử dụng cho Ballast 110 và đời Wanfa 110. Còn cái bình ở đây là bình của hàng quay Alpha 2015-16 các bạn. Còn bình này hồi mình nói sao đi, cái bình này là mình chỉ làm mẫu cho các bạn thôi. Rồi thì ba cái bình này thì các bạn thấy ha, đây là cái ba cái bình có một cái hộp mà màu nó khác với cái màu này các bạn. Đây bạn thấy nè, bây giờ mình để lên các bạn xem ha. Hàng này thì màu nó nhạt hơn nha các bạn, và hàng này thì nó màu đậm hơn, nó nâu hơn ha. Thì cái bình này mình không có giới thiệu cho các bạn xem đâu, cái này giờ các bạn có thể xem những cái clip trước mà mình đã quay rồi ha. Bình này sử dụng cho quay RS 100, quay Alpha 100 từ đầu, quay RS, quay S đâu các bạn. Thì cái bình này á, là cái bình nhập Thái nè, cái bình này nè các bạn xem nè, đây có tem Thái Lan nè, mình Thái Lan. Còn hai bên nó sẽ được niêm phong ha, đây hai cái tem niêm phong hai bên đó, hai đầu là có hai cái tem niêm phong luôn cho các bạn luôn. Bên đây là có tem Việt Nam nữa. Còn ba cái bình này á, thì là không có tem niêm phong ha, và cái màu cái hộp thì nó lại khác, nó không có giống nha. Bình này là bình của trong nước nè, bình này của Honda Việt Nam sản xuất trong nước, còn bình này là bình nhập, cái bình nhập ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bình, mình sẽ mở hộp ba cái bình cho các bạn xem luôn, nó khác nhau nhiều đâu. Xăng con thì cấu trúc này kia nó giống nhau hết. Bình này là bình của quay Alpha 100 mà đời 2016. Còn bình này là bình của thằng quay Alpha 110. Còn cái bình bên này là bình của thằng Ballast. Cái bình của Alpha 110 này sử dụng cho Ballast được luôn nha các bạn, đối với những cái đời mà không có tay các bạn. Ballast thì nó sẽ có đời có tay trên và một cái đời không có tay trên các bạn. Có cần cái e ở dưới thì chúng ta sử dụng bình này. Còn bình bên này là bình của thằng Ballast mà có tay trên đó, cái đời đầu luôn các bạn. Đầu tiên của Ballast thì nó sẽ sử dụng cái bình mà mình đang cầm tay nè, để mình đóng cái hộp lại cho. Rồi ở đây là ba cái bình của chúng ta ha. Thì ba cái bình này thì nó sẽ không có tem niêm phong ha. Hàng là hàng mới 100% ha. Đầu tiên là cái bình này là bình của Wanfa 110. Ballast 110 đời không tay e nha. Hàng là hàng mới 100%. Đây. Kenhin ha. Có chữ Kenhin đây. Các cái dấu sơn nè. Dấu sơn ốc là có hết nha các bạn. Đây là cần kéo le nè. Đây là. Còn cái bình này thì không có nè, có cái chỗ để bắt ve nè. Bình này của Ballast 110 nè. Có chỗ bắt te nè, cũng có dấu sơn nè. Đó. Bạn xem nha. Ở đây thì có dấu chấm kim nè các bạn. Bên này cũng dấu chấm kim luôn. À, bên có dấu chấm kim hết ha. Có ký hiệu trên này các bạn xem luôn, khỏi đọc nha các bạn. Kenhin hết ha. Chút xíu mình mở cái hộp của bình nhập cho các bạn xem luôn. Rồi còn cái bình này là bình của quay Alpha 110. Thì cái chữ Kenhin nó không có đóng trên cái cổ này các bạn. Ở đây là cái thằng này nó đóng trên cái cổ nè. Còn cái này nó đóng trên ở dưới cái như cái đế trong này, là ở trong này nè các bạn. Bình này là bình của hàng quay 100. Rồi mình sẽ mở cho các bạn xem cái bình của hàng, bình này là bình của quay RS 100 các bạn.
mở cái tem niêm phong ra luôn. Để mình so sánh cho các bạn xem luôn nè. So với thằng 100 trước đi. Đây là cái bình của 100 nè. Một cái bên này là bình nhập của Thái nè. Một cái bên này là bình của Honda Việt Nam sản xuất trong nước nè. Thằng này cái cổ kênh hiên đóng ở trên này các bạn, còn thằng này là nó sẽ đóng ở dưới nè, các bạn xem nè. Nó đóng ở dưới này nha. Đây. Cái dấu sơn là như nhau các bạn, thằng nào cũng đóng dấu sơn hết. Rồi giờ là lắp vô là xài luôn, khỏi chỉnh găng ti luôn các bạn. Rồi cho các bạn xem lại thêm một lần nữa nè. Cũng không có khác đâu các bạn. Thái Việt Nam là cũng tương đương chất lượng như nhau, thằng nào cũng của Việt Nam hết các bạn, của nào cũng... Xin lỗi các bạn ha, thằng nào cũng của Honda, chịu trách nhiệm về cái sản phẩm của Honda ha. Đây. Rồi để bỏ lỡ để mà nó lộn rồi luôn là khách mà lỡ có mua sao rồi khách lỗ luôn. Thì cái bình đầu tiên là cái bình này là sử dụng cho Ballad nha, mình báo giá cho các bạn nè. Ballad mà có tay thì cái bình này hiện giờ là 1.194.000 của Ballad mà có tay ha. Còn cái bình bên đây, bình của thằng quay 100 mà đời 2016 thì đó là 1.297.000. Còn cái bình bên đây là của Alpha 110 nè, dùng cho Alpha 110 nè, Ballad không tay nè. Thì cái bình này là nó rẻ nhất 1.039.000. Còn cái bình mà nhập này các bạn, bình của Honda Thái Lan á, bình mà có hai cái tem nè thì nó 2.100.000, nãy mình coi là 2.136.000 á. Nó giá nó gần gấp đôi luôn các bạn. Rồi đây là ba cái bình thân con mà mình giờ muốn giới thiệu cho các bạn nha. Lưu ý các bạn nè, bình này là không có tem niêm phong ha, còn cái bình Thái là có tem niêm phong. Đây cái tem này là mình mới mở ra đó. Bình này á là tùy theo loại xe mà Honda sẽ sản xuất ra một cái bình khác nhau. Còn các bạn mua về các bạn gắn qua lại giữa các xe thì vẫn ok, vẫn được các bạn. Và tùy cái đời xe mà nó sẽ có giá khác nhau nha, chứ cái này không phải là hàng loại 1, loại 2, loại 3 đâu các bạn. Ở đây là theo đời xe. Rồi chiếc xe này thì có giá khác, rồi xe kia thì sẽ giá khác. Như Alpha thì nó sẽ rẻ hơn, còn sử dụng cho Ballad thì nó sẽ mắc hơn. Thì đó là một số cái ý mình muốn nói trong cái clip cho các bạn ha. Mình xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.